Số 823, Phật thuyết Nhất Thiết Pháp Cao Vương Kinh, Thế Dịch Đời Nguyên Ngụy, Bà La Môn, Cù Đàm, Bát Nhã, Lưu Chi. Tôi nghe như vậy, một thời, Đức Thế Tôn cùng với 1.250 vị tỳ kheo đến thành Vương Xá, trú ở rừng Trúc Ca Lan Đà. Các vị tỳ kheo này trước kia đều là những phạm chí bệnh tốc như là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, tất cả đều là Đại A-La-Hán. Các lậu đã sạch, không còn phiền não, tâm được tự tại khéo đạt được tâm giải thoát, được giải thoát là bậc rộng lớn trong loài người. Những việc cần làm đã làm xong, để bỏ các gánh nặng được lợi mình, dứt hẳn các ràng buộc của phiền não, tâm được chánh trí giải thoát tất cả, tâm được tự tại đến bờ bên kia trước nhất. Bấy giờ vào ngày rằm trăng tròn, Thế Tôn ngồi Bồ Tát ở giữa đất trống, các tỳ kheo vây quanh cung kính cúng dường. Ở đó là có một tỳ kheo khác chỉ trong một ngày được xuất gia thọ giới, đến chỗ Thế Tôn, đến chỗ Thế Tôn rồi đem đầu mặt lễ sát dân Phật và đi nhiễu ba vòng, nhiễu ba vòng rồi chắp tay hướng về Phật thưa: Bạch Thế Tôn, con mới xuất gia có một ngày lại được thọ giới, sáng nay của sư Thế Tôn chỉ dạy cho con ở trong tăng chúng phải thọ thực thế nào, trong tăng thọ thực rồi làm sao có thể tiêu, những vật thọ thực đã thọ thực rồi làm sao có thể tiêu của người cho. Lại nữa, người thiện nam tin vào nghĩa gì mà bỏ nhà xuất gia để được lợi ích? Vị tỳ kheo lạ kia dùng kệ thưa Phật: Con mới đi xuất gia, sáng nay được thọ giới, cô xin Phật dạy cho làm sao tiêu thức ăn, nghĩa nào bỏ được nhà xuất gia vào Phật pháp. Sư Phật nói: Thắng nghĩa sao tiêu của người cho. Như Lai đáp tỳ kheo kia: Tỳ kheo nên biết, nếu tỳ kheo thành tựu được ba pháp, xứng đáng thọ thực ở trong tăng, ăn rồi tiêu được của người cho, thì nam kia tin nghĩa gì mà bỏ nhà xuất gia để được lợi ích những gì là ba? Tỳ kheo nên biết, gia nhập chúng tăng, làm việc chúng tăng và tương ưng với lời dưỡng của chúng tăng. Tỳ kheo nào thành tựu ba pháp này, đáng được thọ thức ăn của chúng tăng, ăn rồi sẽ tiêu của đã ban cho. Thì nam kia tin vào ý nghĩa gì bỏ nhà xuất gia được lợi ích lớn? Bây giờ Thế Tôn nói kệ: Người gia nhập chúng tăng, hành động như chúng tăng, tương ưng theo lời dưỡng, tiêu được của ban cho. Phật thuyết như vậy rồi, từ khi kia là bạch: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói sơ lược nghĩa như vậy, con không hiểu rõ. Bạch Thế Tôn, thì kheo thế nào mới được gọi là gia nhập chúng tăng, hành động chúng tăng và tương ưng với lợi dưỡng chúng tăng? Khi ấy tỳ kheo dùng kệ bạch Như Lai: Thế nào nhập chúng tăng, thế nào hành động tăng, thế nào lợi chúng tăng, xin Phật dạy cho con rõ. Phật bảo tỳ kheo: Này tỳ kheo, hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ. Ta sẽ bị ông thuyết giảng rộng rãi về gia nhập chúng tăng, hành động chúng tăng và lợi ích của chúng tăng. Tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con rất muốn nghe. Phật nói: Tỳ kheo được gọi là tăng và có bốn hạnh, bốn sự chứng đắc gồm tám vị, đó gọi là tăng, xứng đáng được thọ sự lãnh, là lãnh sự cung kính cúng dường của trời người ở thế gian, là luồng phước cao tột. Khi ấy Thế Tôn nói kệ: Có bốn hạnh bốn đắc gồm tất cả tám vị mới được gọi là tăng, hưởng phước, hưởng luồng phước cao tột. Tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con chỉ biết hành động của chúng tăng là gì. Phật nói: Tỳ kheo, đó là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy phần bồ đề và tám phần tánh đạo. Tỳ kheo nên biết, đó là hành động của tăng. Rồi Thế Tôn nói kệ: Nếu thường xuyên tu tập tám tánh đạo vắng lặng, tu đạo được như vậy là hành động theo tăng. Tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con chưa biết lợi dưỡng của chúng tăng là thế nào. Phật nói: Tỳ kheo, lợi dưỡng chúng tăng là bốn quả sa môn, những như là bốn, nghĩa là quả tu đà hoàn, tu đà hàm, a na hàm, a la hán. Tỳ kheo nên biết, đấy gọi là lợi dưỡng của tăng. Rồi Thế Tôn nói kệ: Người lớn được lợi lớn, một người ở trong tăng được bốn quả sa môn, tiêu được của ban cho. Phật nói như vậy rồi, tỳ kheo kia là bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Thế Tôn nói, tỳ kheo gia nhập chúng tăng, hành động chúng tăng và tương ưng với lợi dưỡng chúng tăng.
tỳ kheo như vậy có thể tiêu được thức ăn của người khác, đồ tọa thực, đã thọ thực rồi có thể tiêu được vật của người khác cúng dường. Thì nam kia tin nghĩa gì mà bỏ nhà xuất gia được lợi ích như vậy? Và theo tôi, người nào mong cầu vào trí của nhất thiết trí mà bỏ nhà xuất gia, con chưa hiểu mà Thế Tôn, người đó gia nhập vào chúng tăng nhưng không hành động như chúng tăng và không được lợi dưỡng của tăng chứ? Phật nói: Lành thay tỳ kheo, lành thay, lành thay. Ông khéo suy nghĩ, ông hỏi rất hay, ông giỏi biện tài mới có thể hỏi Như Lai nghĩa như vậy. Làm lợi ích cho nhiều người, an vui cho nhiều người, làm nhiều điều lợi ích cho nhiều người. Ông nay vì thương xót sự lợi ích an vui của thế gian, vì thương xót trời người nên hỏi như vậy. Theo lời ông hỏi, nếu người nào mong cầu vào trí nhất thiết trí mà bỏ nhà xuất gia, người ấy nhập chúng tăng mà không hành động theo chúng tăng, không và không được lợi dưỡng theo chúng tăng, phải không? Lời hỏi như vậy, ta sẽ vì ông thuyết giảng. Tỳ kheo nên biết người kia không gia nhập chúng tăng, chẳng hành động như tăng, không được tương ưng lợi dưỡng như chúng tăng. Bây giờ Thế Tôn nói: Kệ, người mong cầu Bồ Đề, không gia nhập chúng tăng, không tu nghiệp chúng tăng, chẳng tương ưng lợi dưỡng. Khi Phật nói như vậy rồi, tỳ kheo kia bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con chưa hiểu chúng sinh nào không gia nhập chúng tăng, chẳng hành động như tăng, chẳng tương ưng với lợi dưỡng chúng tăng. Bạch Thế Tôn, vì sao lại cho phép để người ấy xuất gia, cho phép thọ thực ăn chúng tăng, thì làm sao người ấy tiêu của ban cho? Phật bảo: Tỳ kheo, ông hãy dừng lại, chớ hỏi như vậy, không cần hỏi điều đó, vì sẽ có tỳ kheo khác lại hỏi. Bạch Thế Tôn, nếu có tỳ kheo nào có gia nhập chúng tăng, chẳng hành động như tăng, chẳng thân ân lợi dưỡng chúng tăng, thì làm sao tiêu của ban cho? Khi ấy Thế Tôn lại bảo: Tỳ kheo, không cần hỏi điều này. Đã có tỳ kheo khác nữa cùng hỏi đến lần thứ ba: Bạch Thế Tôn, nếu có tỳ kheo nào không gia nhập chúng tăng, chẳng hành động như tăng, chẳng được tương ưng lợi dưỡng chúng tăng, thì làm sao tiêu của ban cho? Thế Tôn dùng lòng ân cần cũng hỏi lại tỳ kheo kia ba lần, rồi phóng ánh sáng trắng giữa chặng mày chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Ánh sáng rực rỡ biết khắp nơi che khuất núi sông vách đá, chỉ thấy có ánh hào quang đó tỏa khắp tam thiên đại thiên thế giới. Chúng sinh trong biển của tam thiên đại thiên thế giới này còn có cá kình, cá voi, rùa từ xưa chưa từng thấy, nay đã thấy ánh hào quang rồi đều sinh lòng kính sợ. Trong biển của tam thiên đại thiên thế giới này còn có rồng, rồng nữ Atula, Atula nữ, Kalola nữ từ xưa cũng chưa từng thấy, khi thấy ánh hào quang rồi đều sinh lòng lo sợ. Ánh hào quang như thế cũng chiếu đến bốn cõi trời tiên vương, cõi trời Tam Thập Tam, trời Diệm Ma, trời Đâu Xuất, trời Hóa Lạc, trời Tự Tại, trời Phàm Thân, trời Phàm Phồ, trời Phàm Chúng, trời Đà Phàm, trời Quang Minh, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Thiên Quang Âm, trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Tịnh Quảng Quả, trời Bất Phiền, trời Bất Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Akanitra, cho đến trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ. Có hơn ngàn thiên tử đều thấy ánh hào quang của Phật, tất cả đều đến chỗ Phật cho đến tam thiên đại thiên thế giới. Trời tới thiên vương lần lượt đến các cõi trời tịnh xứ, tất cả đều một lòng đến chỗ Phật, đến chỗ Phật rồi cung kính tôn trọng, cái đầu đảnh lễ sát chân Phật, chắp tay hướng Phật và trụ trong ở trong hư không. Khi ấy lại có nhiều chúng tỳ kheo du hành trong nhân gian, thấy ánh hào quang cũng bèn đến chỗ Phật, đến chỗ Phật rồi cái đầu đảnh lễ sát chân vì bên phải ba vòng, hết lòng suy nghĩ đúng đắn, ngồi xuống một bên. Đã có tỳ kheo đây ưa bà tắc ưa bà chi, đã thấy hào quang của bèn đến chỗ Phật rồi cúi đầu đảnh lễ sát chân vì bên phải ba vòng, một lòng giác nghĩ chân chánh, ngồi xuống một bên. Là có tam thiên đại thiên thế giới, các loài rồng dạ xoa, kẻ tác bà Atula, Kalola, Khởi Na La, Ma Hầu La Già, người và không phải người cũng đều thấy hào quang của đến chỗ Phật rồi bắt đầu lạnh lẽ sát chân nhiễu phải ba phòng, một lòng nhớ nghĩ ngay thẳng, ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ tề mạng sẽ là phát từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục một bên, với phải quỳ sát đất chắp tay hướng về Phật bạch: Bà Thế Tôn, rất nhiều tỳ kheo đây ưu bà tắc ưu bà di đã đến tập hợp ở đây, nhiều trời đồng giả xoa, kẻ tác bà a tô la ca lậu la khỏi la la ma hầu la già, người mà không phải người, bốn đại thiên vương, còn trời Tam Thập Tam, Dạ Ma, Đâu Xuất, Hóa Lạc, Tự Tại và trời Phạm Thiên, cho đến vô lượng tịnh xứ, tịnh tâm, có hơn ngàn thiên tử
đến hào quang của Phật cũng đều đến tập hợp. Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn phóng hào quang giữa chân mày? Xin Thế Tôn vì con giải thích rồi tại mẹ sẽ là Phật dùng kệ hỏi Phật. Hơn số ngàn chúng sinh cả ức na dơ ta đều thấy hào quang Phật nên đến chỗ Thế Tôn. Thế Tôn vì cớ gì, lại do nhân duyên gì mà ngàn ức chúng sinh đến tập hợp nơi đây? Thế Tôn biết nghĩa này, vì sao họ đến đây? Xin đại sư thương xót vì con mày đã giải thích. Phật bảo tề mẹ sa lợi phất, giá sa lợi phất, có người mới xuất gia trong một ngày đã được gọi tới giới tỳ kheo hỏi: nếu có tỳ kheo nào tu hành hạnh đại thừa, chuyên tâm mong cầu trí như thế trí, người đó làm thế nào thọ thực thức ăn của chúng tăng mà có thể tiêu được của ta ban cho? Sa lợi phất, là ta muốn trả lời câu hỏi của tỳ kheo kia. Vì lý do đó nên vô lượng ngàn ức chúng sinh mới tập hợp đến đây. Tề mạng sẽ là Phật bạch Phật: cố sinh Đức Thế Tôn, cố sinh đấng tiện tệ, xin trả lời câu hỏi này. Phật nói: Sa lợi Phật, nếu ta thuyết nghĩa này sẽ có người mê muội. Vì sao? Sa lợi Phật, vì tất cả bậc đại long là không thể nghĩ bàn được. Dù bậc có thần thông lớn, trống tiếng sư tử lớn cũng không thể nghĩ bàn, tiếng trống của sư tử không thể nghĩ bàn, bậc đại pháp của chúng sinh cũng không thể nghĩ bàn. Ở đây chẳng phải tất cả phàm phu ngu si thanh văn duyên giác đều có thể tin hiểu, cho nên ông hỏi ba lần ta đều im lặng không đáp nghĩa này là vậy. Tề mạng sẽ là phát bạch Phật: mà Thế Tôn, trong hội này có tỳ kheo ni Vương Bồ Tát Ưu Bà Di cả, trời rồng dạ xoan ca tất bạc a tu la cơ lòng la khẩn la la ma hầu la già người và không phải người đều tin nghĩa này. Cố xin Thế Tôn vì lợi những vị này mà giải đáp câu hỏi của con. Phật bảo: Sa lợi phất, khi thuyết nghĩa này chúng sinh sẽ mê mờ. Khi ấy tự mạng Sa lợi phất dùng kệ thỉnh Như Lai: lành thay, xin Phật thuyết Bồ Tát công đức gì khi hành tâm Bồ Đề nghe rồi thêm tinh tấn. Phật bảo tự mạng Sa lợi phất: Sa lợi phất, Đại Bồ Tát là ruộng phước cao tột của trời người ở thế gian. Sa lợi phất, chẳng phải Đại Bồ Tát không tiêu của cúng dường? Vì sao? Sa lợi phất, vì Đại Bồ Tát hoàn toàn tiêu được của ban cho. Sa lợi phất, nếu Đại Bồ Tát nào ngày ngày thường thọ thực tất cả thức ăn uống của tất cả chúng sinh cúng dường, kể như núi Tu Di, số lượng ca sa đắp rộng dài như cõi Diêm Phù, kiếp kiếp thường như vậy, Đại Bồ Tát vẫn luôn luôn tiêu của ban cho rốt ráo. Xá lợi phất, nếu có Đại Bồ Tát mà chúng sinh ở Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, cứ mỗi một chúng sinh trong mỗi ngày đem cúng dường sàng tòa cho vị ấy, số lượng nhiều như bốn thiên hạ, kể như núi Tu Di, có bảy thứ báu. Những gì là bảy? Đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xích châu, sa cừ, mã não, trang nghiêm tòa sư tử bằng bảy loại báu đó, có cả y trời phủ lên trên. Xá lợi phất, nếu có Đại Bồ Tát nào mà mỗi một chúng sinh trong mỗi ngày cúng dường như vậy, Bồ Tát thọ nhận sử dụng tùy ý, hoặc ngồi hoặc nằm. Xá lợi phất, Đại Bồ Tát thường lãnh thọ như vậy, thường sử dụng như vậy, hoàn toàn tiêu được của ban cho. Vì sao? Xá lợi phất, cho đến Đại Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề, giờ mới phát tâm một ngày đã là ruộng phước của tất cả chúng thanh văn duyên giác chúng sinh. Này sẽ là Phật, Đại Bồ Tát được tất cả chúng sinh trong mỗi ngày đem cung điện bằng bảy báu, cung điện đó vuông vức như bốn thiên hạ là Diêm Phù Đề, Tây Cù Gia Ni, Đông Phất Bà Đề, Bắc Bố Đơn Việt vuông vức như vậy. Mỗi nơi đều có xe riêng biệt rèm bằng bảy báu, mỗi một nơi đều có lưới tơ lụa phướng lộng bằng bảy báu, trang nghiêm bằng các loại báu trời. Cung điện kia cao rộng cho đến cõi trời tha hóa tự tại, mỗi một nơi đều có các cây báu, khắp nơi đều có tất cả cây báu kia, tùy ý muốn gì đều nó đều cấp đủ. Trong mỗi một cây đều phát ra âm nhạc, trong các cây đó có cây có thể cho ra các loài hương, có cây có thể bắt ra các loài hoa thơm ngát, có cây có thể cho ra các loại quả. Cung điện đó có nhiều ao nước chứa đầy nước tám công đức, các dưới đáy bằng vàng, trong ao có rất nhiều hoa sen bằng bảy báu, tất cả ao đều dùng lưu ly làm lối đi, xung quanh ao đều xây lan can bằng bảy báu, bên bờ ao có nhiều tòa sư tử ức na dơ tha dùng trăm ngàn tòa cụ để trải lên trên, các loài hoa thơm ngát ở cõi trời rải khắp mặt đất. Xá lợi phất, Đại Bồ Tát nào được cung điện đẹp như vậy, tòa ngồi đẹp như vậy, ở chỗ ở đẹp như vậy, hoặc ngồi hoặc nằm hoặc đi hoặc đứng hoặc nói hoặc im lặng đều tùy ý. Xá lợi phất, Đại Bồ Tát được tất cả chúng sinh trong mỗi một ngày cúng dường cung điện đẹp, tòa ngồi đẹp,
và chỗ ở đẹp như vậy đều được nhận lãnh mà dùng. Xá Lợi Phất được Bồ Tát như vậy đối với tất cả chúng sinh hoàn toàn tự được của ban cho. Như thế cho đến 10 người mới phát tâm. Vì sao? Xá Lợi Phất về Đại Bồ Tát là độ phước cao tột của tất cả chúng sinh. Xá Lợi Phất, ông có thấy các vị chúng tánh tôn quý đều giàu sang phú quý và có nhiều an vui. Đó là do lòng do dòng họ xét lớn xét lợi, dòng họ lớn Bà La Môn, dòng họ lớn Trưởng Già, dòng họ lớn Cư Sĩ, vua trong loài người, bậc chuyển luân thánh vương, cơ độ bảy báu, trời tứ thiên vương, trời tăng thập tam, tất đại hoàng nhân, nhị ma thiên tử, đồ xuất thiên tử, hóa đại thiên tử, thọ tự tại thiên tử, chủ cõi ta bà cho đến tất cả chúng sinh ở cõi sắc và vô sắc, và có người trụ ở quả thứ nhất, quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, là có người cho đắc đạo bất chi phật, là có người muốn học đạo như thượng chánh đẳng chánh giác. Xá Lợi Phất, tất cả những vị đó đều ở trong Bồ Tát, đều do Bồ Tát hóa sinh nên biết như vậy. Vì sao? Xá Lợi Phất, vì đại Bồ Tát đã thành Bồ Tát rồi, lần đầu sẽ cho đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, sẽ chuyển xe pháp. Ở chỗ Bồ Tát được nghe pháp rồi sẽ được nhập vào quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, lần lượt sẽ đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghe pháp ban cho rồi thì có thể thực hành ban cho, do sự ban cho ấy mà sẽ được sinh ở dòng họ lớn Sắc Lợi, dòng họ lớn Bà La Môn, dòng họ lớn Trưởng Giả, được làm vua loài người, chủ chuyển luôn. Nghe thuyết giới rồi có thể giữ gìn giới, vì sự giữ gìn giới nó được sinh ở trời tứ thiên vương, trời đang thập tam, trời diệm ma đô xuất khóa lạc tự tại. Nghe bốn tâm vô lượng rồi tu hành, do tu hành được sinh cõi trời sắc giới. Sẽ là Phật, pháp môn này phải khai biết như vậy, vì tất cả pháp đều nương vào Bồ Tát mà sự biến hóa của Bồ Tát. Xá Lợi Phất, ví như ao của vua Đồng A Na Bà Đạt Đa là nơi xuất phát ra bốn dòng qua sông lớn. Những gì là bốn đó là sông Cường, Già, sông Tân Đầu, sông Bát Xoa, sông Tư Đà. Bốn con sông lớn này nhập vào trong bốn biển lớn, đó là sông Cường Già và 500 quyến thuộc nhập vào biển phía đông, sông Tân Đầu và 500 quyến thuộc nhập vào biển phía nam, sông Bát Xoa và 500 quyến thuộc nhập vào biển phía tây, sông Tư Đà và 500 quyến thuộc nhập vào biển phía bắc. Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? Bốn con sông này chạy vào bốn hướng như vậy, rồi lần lượt nhập vào trong bốn biển lớn. Xá Lợi Phất, bốn con sông kia chạy vào bốn hướng có thuận lợi cho chúng sinh sử dụng không? Từ mạng Xá Lợi Phất, bạch Phật, bạch Thế Tôn, đủ sức cho dư lượng chúng sinh sử dụng, đó là Sa Môn và Bà La Môn, người không phải người. Bạch Thế Tôn, bốn con sông đó có thể chảy vào ruộng lúa nước, ruộng đậu, ruộng lúa tẻ lớn nhỏ, được các loại đậu và ngũ cốc được phát triển. Lúa đậu và ngũ cốc đó được nhiều người sử dụng, như là Bà La Sa Môn, Bà La Môn, người và không phải người. Phật bảo sẽ là Phật yêu ông thế nào? Bốn biển lớn kia có thuận lợi và tùy cho chúng sinh sử dụng không? Thì bạn sẽ là Phật bạch Phật. Bạch Thế Tôn, đủ sức cho dư lượng chúng sinh sử dụng, đó là chúng sinh ở trên cao, chúng sinh ở đất liền, chúng sinh ở trong nước, như cá, rùa, cá kình, tôm, cua, ngỗng, vịt, già, cá thầy, là còn có dư lượng chúng sinh ở lớn ở trong đó, như rồng, cả thất bà, Atula, Kalola, người và không phải loài người. Cũng thừa sức thọ dụng như ngọc, ngọc báu lưu ly, đá quý sa hô, nhân đà la đà ni la, đài thanh bảo châu ni sa la, bảo ca la, sa bảo mã não, là có nhiều loại châu báu giá trị khác nhau, nhưng ở trong biển để người tọa dùng. Phật bảo sẽ là Pháp yêu ông thế nào? Bốn biển lớn đó vì lý do gì mà có sức lực như vậy? Tại bạn sẽ là Pháp bạch Phật. Mà Thế Tôn, về thế lực của vua rồng A Na Bà Đạt Đa. Phật nói lành thay đại sẽ là Pháp. Vua rồng A Na Bà Đạt Đa đã xả liệt ba điều sợ hãi, chỉ như là ba đó là xả liệt nỗi sợ già lâu la, xả liệt nỗi sợ các nóng của vua rồng khác, xả liệt nỗi sợ khi hình dục thì biến thành hình tướng rắn. Vô đồng A Na Bà Đạt Đa khi hình dục không có hình tướng như vậy. Xá Lợi Phất, trong cung của vô đồng A Na Bà Đạt Đa có các tỳ kheo ngồi thiền và sống ở đó. Xá Lợi Phất, trong cung của vô đồng A Na Bà Đạt Đa các tỳ kheo có thần thông, có ai đức cũng sống ở đó. Xá Lợi Phất, vô đồng A Na Bà Đạt Đa thì sống trong cung nào tùy ý, nếu có ai dạo cũng không thể làm các điều tổn hại. Thì mạng Xá Lợi Phất, bạch Phật và Thế Tôn, thật là hiếm có. Cung điện của vua đầu A Na Bà Đạt Đa thành tựu những pháp chưa từng có như vậy, thật là hiếm có. Bà Thế Tôn, cung điện rồng như vậy mà ba điều lỗi cũng không có, thật là hiếm có. Bà Thế Tôn, chúng sinh nào vào cung điện đó cũng thoát khỏi ba điều lỗi, thật là hiếm có. Bà Thế Tôn, cung điện vô đồng lại được các tỳ kheo thần thông oai đức ngồi thiền sống ở đó, thật hiếm có. Bạch Thế Tôn, nơi ao rồng kia
phát ra bốn con sông lớn được nhiều người sử dụng. Bốn sông lớn sinh bốn biển lớn, chúng sinh nhiều nơi, vô lượng trăm ngàn các chúng sinh đều tọa dụng ở đó. Sa môn Bạch La Môn, người và không phải người cũng tọa dụng ở đó. Bà Thế Tôn Vua Độc A Nam Bà Đạt Đa là thành tựu vô lượng công đức như vậy. Phật bảo Sa Lợi Phất, Đại Bồ Tát cũng là như vậy. Ví như vua rồng A Nan Bà Đạt Đa sẽ lìa được ba điều sợ hãi, Sa Lợi Phất Đại Bồ Tát cũng như vậy, cũng vượt qua được sợ sợ hãi ở ba đường ác. Ba điều sợ sợ hãi là gì? Một là sợ hãi địa ngục, hai là sợ hãi ngạ quỷ, ba là sợ hãi súc sinh. Sa Lợi Phất, với như ao của vua rồng A Nan Bà Đạt Đa phát ra bốn con sông lớn cho nhiều người thọ dụng, Sa Lợi Phất Đại Bồ Tát cũng như vậy, cũng có bốn nhiếp pháp để thu phục giáo hóa chúng sinh. Như vậy là bốn sự ban cho, đó là yêu thương, đem lại lợi ích và cùng làm việc. Bốn pháp tu học này là chỗ tu hành của Bồ Tát, được nhiều người thọ dụng. Xá Lợi Phất, với như vua ao rồng A Nan Bà Đạt Đa là nguyên do được có bốn biển, Bồ Tát cũng vậy. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát là nơi phát sinh trí nhất thiết trí. Xá Lợi Phất, với như ở biển lớn có vô lượng chúng sinh dựa vào đó để sinh sống an vui. Như vậy này Xá Lợi Phất, sự sống chết của chúng sinh trong ba cõi còn nương vào nhất thiết trí mà được an vui. Ba cõi là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Xá Lợi Phất, pháp môn này nên khi biết như vậy, Xá Lợi Phất, sẽ giúp chúng sinh ở Tây Thiên Đại Thiên Thế Giới có được sự an vui. Tất cả đều nhờ Bồ Tát mà sinh, nhờ Bồ Tát mà có. Vì sao? Vì Xá Lợi Phất, vì phát tâm Bồ Đề là luân hành không chấm dứt, liên tục cho đến khi được thọ ký. Được thọ ký rồi cho đắc vô thượng, cho đẳng chánh giác. Đắc vô thượng, cho đẳng chánh giác rồi thì bánh xe phép. Các sa môn Bạch La Môn, trời, ma, phạm, các loài khác đều không thể chuyển bánh xe phép như vậy. Do nghe pháp nên phát sinh bốn chúng tỳ kheo ni, ơ và tắc ơ bà di. Vì lý do đó nên được vô lượng an vui, trời, người được an vui trong giải thoát. Xá Lợi Phất, ý không thế nào, pháp này do đâu sinh? Từ mà Xá Lợi Phất, bạch Phật, Bạch Thế Tôn, từ Bồ Tát sinh ra. Phật bảo Xá Lợi Phất, ý không thế nào, được lợi dưỡng từ sự thu phục giáo hóa ở ba cõi là tùy theo vật gì? Tất cả đều do ân trạch của Bồ Tát tạo ra trước kia. Làm sao có người lại có thể báo được ân sao? Thì mạng sẽ là phát bạch Phật, Bạch Thế Tôn không thể báo đáp. Vì sao? Vì Bồ Tát là chỗ phát sinh ra tất cả pháp. Phật nói sẽ là phát, với như có người nghèo không có tiền của, có người giàu sang nhiều tiền của, với lòng tham bi thương xót đã bỏ tiền của ra giúp đỡ người kia hơn cả trăm cả ngàn vô lượng vô số, trăm ngàn vạn ức của cải để bỏ ra cho. Cứ như vậy cho đến giúp đỡ người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, đến trăm ngàn vô lượng, trăm ngàn tới trăm ngàn chúng sinh, tất cả chúng sinh, tiền của người giàu có đó, tất cả để đem cho hết, lại còn giúp đỡ cho họ chịu trừ tất cả sự sợ hãi, những oán cừu ràng buộc phải đấu tranh, nhiều nỗi lo sợ như vậy đều thoát khỏi, lại giúp họ sẽ lìa nỗi sợ hãi của đường ác, để cùng vô lượng trời người an vui. Trong số những người nhận của ban cho đó, có một chúng sinh vì muốn báo ơn đã chia tất cả của cải nhận được ra làm 500 phần, rồi lấy một phần đem cho người trước đây đã ban cho mình. Đem cho rồi là nghĩ rằng ta đã đền ơn. Sao lại phát ý không thế nào? Trời vô này đã làm lợi ích cho tất cả chúng sinh như vậy, thì một chúng sinh đem chia thời vật ra làm 100 phần, rồi đem một phần cho lại người trước đã cho mình, thì báo ơn có hết không? Đại mạng sẽ là phát bạch Phật, mà Thế Tôn không thể hết được. Phật bảo, đúng vậy, này sẽ là Phật, Bồ Tát cũng vậy. Người có tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả, mà một chúng sinh là lấy một phần vật trong số 100 phần, đem cho lại người có tâm từ bi một phần vật, thì cũng vậy, không thể báo đáp hết được. Này sẽ là Phật, là có người, có một người, và cho tất cả những sướng vui để chiêm bái người tu hành đại thừa. Người ấy tuy làm việc cúng dường như vậy cho đến hết đời, nhưng không báo ân hết. Bây giờ Thế Tôn bảo, thầy mạng sẽ là Phật, lành thay lại sẽ là Phật. Ông đúng là đệ tử chân chính của ta. Ông tùy ý thuận theo lời dạy của ta, khéo léo giải thích ngôn ngữ của ta.
sẽ là với tất cả chúng sinh ở trong Bồ Tát. Nếu tụi mình sẽ bỏ phần thịt da, gân xương, thân cho đến cả trăm ngàn lần, thì đối với ân Bồ Tát, cũng không thể báo được một phần trăm. Như vậy cũng không báo được cho đến một phần ngàn ức, trăm ức phần, trăm phần, trăm ngàn ức phần, vô số phần. Dùng tấn số thí dụ cũng không thể sánh được. Vì sao? Sau đã phát vì ân Bồ Tát, thì cả thế gian trừ người Atula cũng không thể đền đáp hết được. Sẽ lại Phật, thì nam thì nữ nào phát khởi tâm nhất thiết trí của Như Lai thì mới có thể báo được ân ấy. Vì sao? Sao lại Phật? Vì người nào phát tâm vô thượng cho đại chánh giác thì tất cả chúng sinh đều có thể được hưởng dụng. Sá lợi Phất, với như trong cõi Như Bồ Đề này mọc lên cây chiên tràng, lúc mới nảy mầm nó có thể làm thuốc trị bệnh cho trẻ em, lá nó có thể trị bệnh cho đàn bà, đàn ông. Để khi lớn thành cây chiên tràng, người qua lại trú dưới bóng mát của nó sẽ xa liền được bệnh tật. Cây chiên tràng đó khi ra hoa có thể đem niềm vui cho cõi trời, khi kết trái thì ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới. Ánh sáng để phát ra sẽ thuận theo tâm ý chúng sinh, nhớ nghĩ điều gì thì sẽ được. Đó là pháp làm cho không già không bệnh. Cây chiên đàn đó, nếu có người chặt xuống tách từng phần chỉ lấy phần gỗ quý thôi, nhưng người bỏ phí đó cũng không bị nghèo cùng. Cây chiên đàn đó, nếu có người lấy phần gỗ quý dùng làm nhà, ai vào trong nhà đó sẽ không bị lạnh nóng đói khát. Cứ như vậy, này sẽ là pháp. Cây chiên đàn đó đều rất có ích chứ không phải là vô dụng. Từ lúc mới sinh đã có ích cho việc sử dụng, sinh ra lớn lên có lợi ích ra hoa kết trái, có lợi ích chặt phá chệ bùa lấy gỗ quý làm nhà cửa, đều có lợi ích. Xá lợi Phật Đại Bồ Tát cũng là như vậy. Lúc mới phát tâm vô thượng cho đại chánh giác, tôi muốn pháp thu phục để làm lợi ích lợi lạc cho chúng sinh. Nhưng cây chiên đàn lúc mới nảy mầm đã phát tâm rồi thì đối với ba cửa giải thoát, tâm được tăng trưởng. Những gì là ba là không, vô tướng, vô nguyện, như cây chiên đàn ra lá, sau đó được an trụ ở pháp mô sinh nhẫn. Những lúc cây chiên đàn tăng trưởng, thế đến thành tựu trí nhất thiết trí, như cây đa hoa kế đến nhập niết bàn với dư. Như cây có trái, khi sợ bỏ thân mạng, được vô lượng, xá lợi như hạt cải, ở khắp mọi cõi, làm lợi ích cho các chúng sinh. Những cây chiên đàn kia bị chặt phá để lấy quả quý, xá lợi của Như Lai làm lợi cho chúng sinh cũng như vậy. Những cây chiên đàn được lấy quả quý làm nhà, ai vào nhà cũng được an vui. Như Lai nhập niết bàn rồi, nhiều người tu hành vào chùa Như Lai đều trụ được sự nước mắt, hưởng sự mát trong. Xá lợi Phật, pháp môn này nên khéo biết như vậy. Xá lợi Phật, nữ thì nên thì nữ nào có thể phát tâm vô thượng trên đại chánh giác thì Phật pháp không bị cắt đứt, tất cả chúng sinh sẽ được an vui, cả cõi trời người vui giải thoát, sợ tu hành con bị đứt đoạn. Sao lại Phật, nếu như cõi trời người được vui và vui giải thoát, sợ tu hành không bị đứt đoạn thì làm sao có thể nói là có điều gì đó tương tự với điều ấy một cách bình đẳng không? Từ bạn sẽ là Phật bạch Phật và Thế Tôn không thể cũng có sự bình đẳng vì người trời ma phạm tôi là ở thế gian, tuy cho sự an vui nhưng không thể báo ân. Đều ở trong một kiếp, hai trăm kiếp, ngàn kiếp, ức kiếp, ức ngàn kiếp cũng không thể bỏ. Phật bảo, sẽ là Phật nói thiện nam thiện nữ nào muốn báo tất cả ân của đấng vô thượng thì người đó nên phát tâm vô thượng thiên đàng chánh giác. Sẽ là Phật, người phát tâm này là báo đáp ân vô thượng, như tương tự ân đức, tương tự sự báo ân, không có chúng sinh tương tự, không có chúng sinh để thí dụ. Người muốn báo ân này phải sinh tâm không tương tự, sinh tâm vô thượng này. Xá lợi Phất, muốn báo ân cho Như Lai ở quá khứ thì chỉ nên phát tâm vô thượng cho đại chánh giác. Xá lợi Phất, muốn báo ân cho Như Lai ở đời vị lai cũng chỉ phát tâm vô thượng cho đại chánh giác. Xá lợi Phất, muốn báo ân cho chư Phật ở mười phương thế giới hiện tại, các Thế Tôn, các Như Lai vô thượng đang trụ cũng chỉ phát tâm vô thượng cho đại chánh giác. Xá lợi Phất, có hai hạng chúng sinh cúng dường Như Lai, cúng dường vô thượng, một hạng là trừ sạch được tất cả các lậu, một hạng là phát tâm vô thượng cho đại chánh giác. Bây giờ Thế Tôn nói kệ cúng dường cho Như Lai, chỉ có hai hạng người Bồ Tát A La Hán là hai hạng người này, chẳng tài sản thế gian, chẳng vô liếng ba cõi, khéo là việc cúng dường bậc đại nhân, dùng sắc thanh vị xúc
hơn cả trong trời người, ban cho đại nhân đó, không gọi khéo cúng dường, đem của cải dâng cúng, chẳng cúng dường vô thường, nên phát tâm bồ đề là cúng dường vô thường. Nếu trời người thế gian, dạy ma phạm thế gian, muốn đem dâng tất cả, chẳng phải là báo ân. Đại nhân không thiếu tốn, không sinh tâm mong cầu, đại nhân là như vậy, càng không nhận cúng dường. Người với tâm hư vọng, cúng dường Phật vô thường, rồi phát tâm bồ đề, vị lai sẽ thành Phật. Nếu người luôn mong cầu, muốn tạo như lượng phước, để phát tâm bồ đề, giữ chặt lòng tinh tấn, và có người hy vọng phát tâm tu vô lậu. Người này luôn tinh tấn muốn được bồ đề Phật. Có người thích an vui xa lìa tất cả khổ, người này thường tu tập cơ hội đắc Phật đạo. Nếu muốn thấy vô lượng an tăng kỳ chư Phật, tâm sinh trọng chánh tín muốn giữ bồ đề Phật. Nếu người muốn đi đến vô lượng thế giới khác và siêng năng tinh tấn giữ bồ đề của Phật, muốn thấy Phật quá khứ phải nhớ nghĩ như vậy, cần phát tâm bồ đề, tu tập hành bồ đề. Nếu người muốn được thấy chư Phật đời vị lai, cũng phát tâm bồ đề, tu tập hành bồ đề. Có người muốn cúng dường chư Thế Tôn hiện tại, tâm hồn được an vui, lợi ích cho chúng sinh, người đem lòng từ bi thương xót các chúng sinh, người này muốn phát khởi bồ đề Phật vô thượng. Nếu cùng muốn cùng chúng sinh vô lượng vui vô thượng, người này muốn phát khởi bồ đề Phật thứ nhất. Như thế chúng sinh khổ mà xin lòng xót thương, người này muốn phát khởi nhân duyên bồ đề Phật. A sinh tâm như vậy, ngài giác đạo vô thượng, công đức họ vô lượng, không thể nói tất cả. Từ mà sẽ là phát bài Phật bài Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp hướng về vị lai như vậy, có bao nhiêu chúng sinh phát tâm vô thượng cho đại chánh giác. Phật bảo sẽ là phát, ông đừng nên hỏi sẽ là phát, ông có dụng ý gì để hỏi như vậy? Vì sao sẽ là phát? Nếu sử dụng trí nhất thiết trí của Như Lai để nói nghĩa này, chúng sinh mê hoặc. Vì sao? Vì Phật Như Lai có vô lượng giới, vô lượng tham muội, vô lượng tuệ, vô lượng thần thông, vô lượng trí. Xá lợi Phất ví như hư không, không thể lường nắm bắt được. Với hư không có thể suy nghĩ được sao? Xá lợi Phất bạch Phật, Bạch Thế Tôn không thể suy nghĩ được. Vì sao? Vì hư không đó không có người nào đã biết, đang biết và sẽ biết. Phật dạy đúng vậy, đúng vậy. Xá lợi Phất, với sự hiểu biết của Như Lai thì tất cả chúng sinh, tất cả thân vệ, tất cả duyên giác không thể biết, đang biết, sẽ biết. Vì sao? Vì sự hiểu biết của Phật chẳng phải là cảnh giới của tinh văn duyên giác. Tự mình sẽ là phát bạch Phật Bạch Thế Tôn tất là hiếm có, chỉ các chúng sinh mới khéo quyết định tâm vô lượng vô thượng cho nên chính giác như vậy. Phật nói đúng vậy, đúng vậy. Sẽ là phát sao có Bồ Tát khéo quyết định tâm? Tự mình sẽ là phát bạch Phật Bạch Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào để khéo quyết định tâm? Phật nói sẽ là phát, chúng sinh ở cõi diêm phù đề, ở đồng bằng, hoặc sống trên nước, hoặc sống trong hư không, hoặc sống trên ở mặt đất, tất cả chúng sinh như vậy, khi thân của chúng giấc để được thân người. Nếu có một người dạy họ giữ gìn năm giới và 10 điều lành, sao lại phát ý không thế nào? Những chúng sinh ấy, những nhân duyên này có được nhiều phước đức không? Sao lại phát bạch Phật và Thế Tôn rất nhiều, không thể dùng ví dụ để nói hết phước đức của họ. Phật nói, sao lại phát ta nói lại nói nữa? Ông nên biết rõ, người như vậy là vậy, tất cả chúng sinh ở cõi diêm phù đề, khi họ giữ năm giới và 10 điều lành, có được phước đức. Đó là có người dạy tất cả chúng sinh an trụ pháp, tinh tưởng tu hành đạo, thì sẽ được phước đức hơn người trước rất nhiều. Xá lợi Phất, ý ông như thế nào? Đó là có người dạy tất cả chúng sinh ở cõi diêm phù đề an trụ pháp, tinh tưởng tu hành đạo, người đó nhờ nhân duyên này có được nhiều phước đức không? Sẽ là phát bạch Phật mà Thế Tôn rất nhiều, không thể đem dù một phần nhỏ tí ví dụ mà nó hết phước đức người đó. Sẽ Phật nói sẽ là phát, như vậy có người nào dạy cho tất cả chúng sinh ở cõi diêm phù đề tin tưởng an trụ pháp mà hành đạo để được phước đức? Nếu lại có người dạy cho một chúng sinh trụ vào pháp mà hành đạo, phước đức đó lại hơn người kia rất nhiều. Sẽ là phát, ý người không thế nào? Nếu có người dạy tất cả chúng sinh ở cõi diêm phù đề an trụ pháp và hành đạo, người đó cho nhân dân này có được nhiều phước đức không? Sao là phát bạch Phật mà Thế Tôn rất nhiều, không thể dùng ví dụ mà nói hết phước đức người đó. Phật nói sao là phát, người như vậy dạy cho tất cả chúng sinh ở cõi diêm phù đề an trụ pháp và hành trì đạo để hướng được nhiều phước đức. Nếu là có người chỉ dạy một chúng sinh an trụ nơi quả thứ nhất, phước đức người này lại hơn người kia rất nhiều.
Sẽ lại pháp ý ông thế nào nếu có người dạy tất cả chúng sinh ở cõi như Phù Đề an trụ nơi quả thứ nhất thì chúng sinh kia nhờ nhân duyên này có được nhiều phước đức không? Sẽ lời Phật bệnh vật mà Thế Tôn rất nhiều, không thể dùng ví dụ mà nói hết được phước đức người đó. Phật nói, sẽ lời Phật, người như vậy dạy tất cả chúng sinh ở cõi như Phù Đề an trụ ở quả thứ nhất hưởng được nhiều phước đức. Nếu là có người thì dạy một chúng sinh an trụ ở quả thứ hai, phước đức người này là hơn người kia rất nhiều. Sẽ lời Phật, yêu thế nào nếu là có người dạy cho tất cả chúng sinh ở cõi như Phù Đề an trụ quả thứ hai thì người đó nhờ nhân duyên này có được nhiều phước đức không? Sẽ lời Phật, bạch Phật, mà Thế Tôn rất nhiều, không thể dùng ví dụ mà nói hết phước đức người đó. Phật nói, sẽ lời Phật, người như vậy và tất cả chúng sinh ở cõi như Bồ Đề an trụ ở quả thứ hai hưởng được nhiều phước đức. Nếu là có người như vậy một chúng sinh an trụ ở quả thứ ba, phước đức người này là hơn người kia rất nhiều. Sẽ lời Phật, đó là có người và tất cả chúng sinh ở cõi như Bồ Đề an trụ ở quả thứ ba hưởng được phước đức. Nếu là có người chỉ dạy một chúng sinh an trụ ở quả La Hán, phước đức người này sẽ đến nhiều hơn người kia. Sẽ là phước, nếu có người nào dạy tất cả chúng sinh ở cõi như Bồ Đề an trụ ở quả La Hán hưởng được phước đức, nó lại có người chỉ dạy một chúng sinh trên đất đạo Duyên Giác thì phước đức người này sẽ nhiều hơn người kia. Sẽ là phước, nếu có người dạy tất cả chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề an trụ đạo Duyên Giác hưởng được phước đức, nếu lại có người chỉ dạy một chúng sinh an trụ ở vô thượng trên đền chánh giác thì phước đức người này sẽ nhiều hơn người kia. Sẽ lời Phật, nếu có người dạy tất cả chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề an trụ ở vô thượng trên đền chánh giác hưởng được phước đức, nếu lại có người chỉ dạy một chúng sinh an trụ pháp không thoái thì phước đức người này sẽ nhiều hơn người kia. Sẽ lời Phật, nói lại có người dạy tất cả chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề an trụ ở pháp không thoái hưởng được phước đức, nếu lại có người chỉ dạy một chúng sinh an trụ rốt ráo nơi pháp vô sinh nhẫn thì phước đức người này sẽ nhiều hơn người kia. Sẽ lời Phật, nếu có người dạy tất cả chúng sinh ở cõi như Phù Đề an trụ rốt ráo nơi pháp vô sinh nhẫn hưởng được phước đức, nếu là có người chỉ dạy một chúng sinh màu trong an trụ trí nhất thiết trí thì phước đức người này sẽ nhiều hơn người kia. Sẽ lời Phật, nếu có người nào dạy tất cả chúng sinh ở cõi như Phù Đề mau chóng an trụ trí nhất thiết trí hưởng được phước đức, nếu là có người vì người khác dạy nói rộng rãi các pháp để họ sinh tâm Bồ Đề phá trừ ma chướng, chỉ rõ cho họ ấm là vô ngã, có thể sẽ lìa các giới, phá tan các nhập, diệt trừ phiền não, lấy phần hạt giống trong sạch để phá trừ phần ô nhiễm, pháp môn này là nhất thiết pháp cao vương, thì phước đức người này sẽ nhiều hơn người kia. Xá lợi Phất, tạm các tất cả chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề lại. Này Xá lợi Phất, chúng sinh ở bốn thiên hà thế giới, ở một ngàn thế giới, ở hai ngàn thế giới, ở ba ngàn thế giới, cho đến ở vô lượng trăm ngàn thế giới, đông tây nam bắc, bốn bắc trên dưới, trong từng phương của mười phương như vậy, chúng sinh ở hàng hà xa thế giới, loài có sắc không sắc, loài sống trên bờ trong nước, loài sinh bằng trứng bằng tay, sinh ở ẩm thấp hay hóa sinh, nhưng mà cho đến có tưởng không tưởng tất cả chúng sinh như thế, chức thân cũ liền được thân người. Nếu có người nào dạy tất cả những thân người ấy biết giữ gìn năm giới, làm 10 điều lành, sẽ lại Phật, người ấy nhờ nhân duyên này có được hưởng nhiều phước đức không? Sẽ lại Phật, bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Tệ rất nhiều, người kia hưởng được vô lượng A Tăng Kỳ phước đức. Phật nói, sẽ lại Phật, mình hay ông nên biết, ví dụ như vậy, sẽ lại Phật, tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới, nếu có người nào dạy họ tin tưởng an trú pháp mà hành đạo đắc quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hoàn, A La Hán, biết chi Phật đạo an trụ vô thượng giới đẳng Bồ Đề, an trụ pháp không toái, pháp vô sinh nhẫn trí nhất thiết trí hưởng được phước đức, nếu lại có người vì người này vì người khác dạy nói rộng đại pháp môn nhất thiết pháp cao vương này hưởng được phước đức thì phước đức người này sẽ hơn nhiều so với phước đức trên, nó trong sạch đệ nhất, nó cao cả không gì sánh bằng. Sao là pháp môn cao cả này là quyết định tâm tu hành của Đại Bồ Tát, đây là pháp môn tu hành Bồ Tát nên biết. Xá lợi Phật, nếu người nào được nghe pháp môn nhất thiết pháp cao dương này nên biết người đó tức là Đại Bồ Tát, người này không khóa lui với đạo vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, là luồng phước, là bậc không có gì có thể so sánh, là bậc không có
sự tương tự, là người nhớ nghĩ, là người vượt qua, là người vắng lặng, là bậc điều ngự, bậc tánh vắng lặng, bậc giải thoát, bậc trượng phu, bậc sư tử, là nam tử đệ nhất, là hơn cả trượng phu, là bậc đại trượng phu, là rồng trời, là bậc thiên đương thiên, bậc vô tướng vô chướng ngại và không còn trói buộc, là bậc đã làm việc nên làm, là bậc mà việc cần làm đã làm xong, tất cả những gì cần làm đều đã làm xong, đó tức là người thành theo công đức vô biên. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: Nếu chúng sinh quyết định thực hành tâm Bồ Đề, người này lòng không ép, có trí tuệ Như Lai, để phát tâm Bồ Đề, phước này không thể dụ, tất cả phước thế gian không bằng phước Bồ Đề. Trong vô biên thế giới các chúng sinh đều có, có người dạy thắng thượng, lần lần hành tăng trưởng, người đó cao dần lên, lên cao được phước lợi, đó là tâm Bồ Đề, phước đó như vi trận. Có người giảng rộng ra là kinh điển cao tột, người nào học kinh này, người đó là rộng phước. Người nào nghe kinh này, bản tánh sạch hoàn toàn, người này gọi vắng lặng, đúng thật là con Phật. Nếu khi nghe kinh này, trường phu thêm khỏe mạnh, bậc điều ngự giải thoát, sư tử trong hàng trời. Nếu người nói kinh này, cao tột trong các kinh, bậc trời trong các trời, chúng sinh không gì hơn. Nghe xong từ mẹ sẽ là phát bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật là hiếm có, Như Lai mới nói kinh này. Như vậy chỉ mới lượt nói hạnh Bồ Tát. Bồ Tát chỉ mới ở trong A Tăng Kỳ kiếp hành Bồ Tát hạnh, cho nên chưa đắc trí không gì hơn của Phật. Bạch Thế Tôn, trong kinh này nói về trí không gì hơn của Phật. Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sinh nghe pháp môn này từ miệng của Như Lai thì chúng sinh đó nhất định sẽ được lợi ích an lạc đệ nhất. Bạch Thế Tôn, theo con hiểu ý nghĩa pháp của Phật giảng, dù cho đến quá khứ hay đã nhập niết bàn, chư Bạch Thế Tôn đã luôn vì chúng sinh mà thuyết pháp môn này. Pháp môn này là pháp mà Đức Phật đã thuyết trong thời quá khứ, đặc là đặc biệt cao cả bậc nhất. Bạch Thế Tôn ở đời vị lai, chư Phật Thế Tôn cũng sẽ vì chúng sinh thuyết pháp môn này. Pháp môn này là pháp mà Đức Phật sẽ thuyết ở trong đời vị lai, nó là bậc nhất, đó là pháp môn nhất thiết pháp cao vương. Bạch Thế Tôn ở đời vị hiện tại, vì mạng sống hiện tại, chư Phật Thế Tôn và chúng sinh nói pháp môn này. Pháp môn này là pháp mà Đức Phật sẽ thuyết trong đời hiện tại, nó là bậc nhất. Bạch Thế Tôn, con Thế Tôn từ trước đã nghe, từng nghe nhiều pháp môn. Lành thay Bạch Thế Tôn, này Thế Tôn lại vì con mà thuyết pháp môn này. Phật tuệ mạng Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất, kinh này Phật tự biết lúc phải giảng nói, như tâm chúng sinh tin hiểu thế nào, ta sẽ tương ứng để biết tâm đó mà giảng. Xá Lợi Phất, đó là sự hiểu biết của Phật, chẳng phải cảnh giới của các tinh văn duyên giác. Xá Lợi Phất, khi thuyết pháp này có 874.000 người trước kia chưa từng phát tâm Bồ Đề, nay nghe kinh này liền phát tâm Bồ Đề. Có 60.000 chúng sinh chưa được phát vô sinh nhẫn. Có 70 ức chư thiên ở cõi dục trước chưa từng phát tâm Bồ Đề, nay nghe pháp này liền phát tâm Bồ Đề. Có 3 ức chúng sinh được nhu hòa nhẫn nhục, vô lượng trời thông giải xoa, trước chưa từng phát tâm Bồ Đề, đang nghe pháp này đi phát tâm Bồ Đề. Xá Lợi Phất, Như Lai xem xét kỹ biết được ý nghĩa này, cho nên rộng vào chúng sinh mà thuyết pháp môn này. Bây giờ vô lượng trong ngày chúng sinh tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưa mà tắc ưa mà di chấp tay chim ngựa, Thế Tôn mắt không hề chớp. Khi ấy Thế Tôn bỗng mỉm cười vui vẻ, từ khuôn mặt phóng đủ loại ánh sáng đủ màu khác nhau, cho đến tâm thiên đại đi thế giới, ánh sáng ấy chiếu khắp rồi trở về nhập lại trên khuôn mặt Đức Thế Tôn. Từ mạng sẽ là phát bạch Phật, mà Thế Tôn bị lý do gì Thế Tôn làm mỉm cười như vậy? Cuối sự Thế Tôn bị con giải thích. Phật bảo sẽ là phát: Ở đây rất nhiều tỳ kheo đi ưu bà tắc ưu bà di chắp tay nhìn Phật mất không rồi, ông có thấy không? Sẽ là phát bạch Phật: Mà Thế Tôn con đã thấy. Phật nói: Sẽ là phát, bốn bộ chúng này tu hành hạnh đại thừa, tu hành hạnh Bồ Tát. Xá Lợi Phất, tâm hành như thế nào ta đều biết hết. Xá Lợi Phất, hoặc Như Lai ở quá khứ không khác, vị lai không đắc, hiện tại không đắc. Xá Lợi Phất, hành chúng sinh này trong ấm không đắc, trong giới không đắc.
trong nhập không dưỡng. Xá lợi Phất, thành Bồ Tát là cao cả không gì bằng. Khi Như Lai thuyết hành Bồ Tát, tam thiên đại thiên thế giới đều chấn động, động khắp, động đều khắp, vọt lên khắp, vọt lên cùng khắp, gầm lớn khắp, gầm lớn cùng khắp, nổi lên khắp, nổi lên khắp, cùng khắp, thức tỉnh khắp, thức tỉnh cùng khắp. Vua Ma Ba Tuần lui về cung điện của mình, còn các ma khác lui chạy tán tán mát. Ở đây có bài kệ: xâm phá hoại sức ma, làm chúng không sinh lại, là vị bậc chánh giác và tăng không còn gì. Ma ấm ma phiền não, suy yếu không thế lực, vì nghe Như Lai thuyết tất cả pháp không này, các ma thấy sợ hãi, nghe pháp không bị dẫn bàn, pháp kia đã bất sinh, làm sao lại có tử. Ma Ma Toàn bèn rơi xuống đất, đến chỗ Như Lai nói kệ: lành thay đấng tối thượng, cho con được an vui, con sợ mạng sống hết, nên sau đó trói buộc. Ma Ma Tuần được Phật ban cho an vui, bỗng nhiên biến mất. Như Lai thuyết pháp môn này, tâm của Tề Mạng Xá Lợi Phất rất vui mừng. Tỳ kheo mới xuất gia không còn sầu buồn, trời người Anula, cả các bà nghe Thế Tôn nói rồi đều rất hoan hỷ.